Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Heroes of Fantasy là tựa game nhập vai chiến thuật với lối chơi nhàn rỗi theo lượt do Rita Wong phát hành. Trò chơi sở hữu nền đồ họa 2D theo phong cách hoạt hình cùng với phần hiệu ứng khá là đẹp mắt. Tạo hình nhân vật trong chiến đấu ở dạng chibi vô cùng dễ thương, hình ảnh minh họa của các nhân vật nữ xinh đẹp và gợi cảm. Hiệu ứng âm thanh sống động, đi kèm theo đó là nhạc nền độc đáo với giai điệu nhẹ nhàng khi ở menu và kịch tính trong chiến đấu. Tham gia vào game, người chơi sẽ có nhiệm vụ đó là thành lập đội hình anh hùng của mình để chiến đấu cứu lấy nhân loại. Lối chơi của Heroes of Fantasy khá là đơn giản, với việc trước khi bắt đầu màn chơi, bạn sẽ có thể sắp xếp đội hình của mình. Bắt đầu bước vào màn chơi, các nhân vật sẽ tự động chiến đấu theo lượt và sử dụng kỹ năng của mình khi có thể. Hoàn thành mỗi màn chơi, game thủ sẽ có thể nhận về các loại phần thưởng là tiền vàng, XP, hormone, trang bị. Trò chơi có hệ thống anh hùng khá là đa dạng với độ hiếm được chia làm 3 loại là R, SR và SSR cho bạn thu thập và sử dụng. Mỗi anh hùng đều có hệ thống kỹ năng của riêng mình, với R và SR là 2 kỹ năng, còn SSR sẽ có tận 3 kỹ năng. Họ còn được chia làm nhiều lớp và loại anh hùng khác nhau, tùy thuộc vào chúng mà anh hùng sẽ có vị trí phù hợp trong đội hình. Bên cạnh đó, các anh hùng cũng được chia ra làm 4 phe phái khác nhau, đó là Prophe, Liberty, Order và Wisdom. Các phe sẽ có khả năng khắc chế lẫn nhau và việc sắp đội hình từ 3 anh hùng trở lên cùng một phe còn giúp nhận bất cho toàn đội. Anh hùng có thể được nâng cao sức mạnh chiến đấu bằng nhiều cách khác nhau như là nâng cấp, mang và cường hóa trang bị. Các điểm đặc sắc của game: sở hữu nền đồ họa 2D và hiệu ứng khá là đẹp mắt, hình ảnh minh họa nhân vật nữ xinh đẹp và gợi cảm, hiệu ứng âm thanh sống động, nhạc nền độc đáo, tạo hình nhân vật trong chiến đấu dạng chibi dễ thương, hệ thống nhân vật khá là đa dạng được chia làm 4 phe. Mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?